Truyền thông phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 3 năm 2024, thầy Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Thường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trước đây hậu quả do nhiều người vô ý thức đã làm cho môi trường khu vực phòng khám bị ô nhiễm nặng nề. Nhằm cải thiện tình trạng này, sáng nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 3, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường. Lực lượng tham gia dọn dẹp bao gồm nhân viên phòng khám, người bệnh ung thư, người nuôi, họ cùng nhau quét dọn, thu gom, phát quang bụi rậm và ngoài phòng khám, trên sân, đường đi và vớt rác ở dòng kênh trước phòng khám. Ngoài ra, các tình nguyện viên còn tổ chức tưới cây xung quanh khu vực và trên sân, trên đường nhằm hạn chế bụi mù ảnh hưởng đến hoạt động hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Đây là một hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho mọi người, đồng thời tạo nên môi trường xanh sạch đẹp cho bệnh nhân ung thư an tâm để hỗ trợ điều trị. Kết quả qua một buổi làm việc, thu gom được lượng rác thải khá lớn, khu vực phòng khám được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, cây xanh được tưới nước phát triển tốt hơn. Ý nghĩa của việc ra quân tổng vệ sinh môi trường tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người, tạo môi trường xanh sạch đẹp cho bệnh nhân ung thư an tâm điều trị, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh lịch sự. Lời kêu gọi: mọi người hãy nâng cao ý thức để bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, tham gia các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường chung, góp phần xây dựng môi trường sống xanh sạch đẹp cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Bài viết này là một lời kêu gọi mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, văn minh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, cô Lê Lan là một người phụ nữ Việt Nam sinh sống tại Mỹ, đã trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng với những hành động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Cô được biết đến với việc làm thường xuyên tặng bánh mì cho nhân viên và người nuôi bệnh ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đồng thời tham gia vệ sinh môi trường khu vực xung quanh phòng khám. Hôm nay, cô Lan dậy sớm để chuẩn bị những ổ bánh mì nóng hổi thơm ngon. Sau đó, cô đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, để trao tặng món quà này cho nhân viên và người nuôi bệnh. Những ổ bánh mì tuy đơn giản, nhưng lại chứa đựng tình yêu thương và sự quan tâm của cô Lan dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc tặng bánh mì, cô Lan còn thường xuyên tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực phòng khám. Cảm hứng lan tỏa, hành động của cô Lan đã lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, truyền cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều người đã đến gặp cô để bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn được giúp góp sức cùng cô những hoạt động thiện nguyện. Cô Lê Lan là một tấm gương về lòng nhân ái và sự cống hiến cho cộng đồng. Những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa của cô đã góp phần làm cho cuộc sống của nhiều người trở nên tốt đẹp hơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sáng nay một nhà hảo tâm đã dùng xe tải chở 500 kg gạo tím đến tặng cho bệnh nhân ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng với những người bệnh đang gặp khó khăn. Hành động của nhà hảo tâm đã mang đến niềm vui và hy vọng cho các bệnh nhân ung thư. Gạo tím là loại gạo có giá trị dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là đối với những người đang điều trị bệnh. Món quà này sẽ giúp cải thiện bữa ăn cho các bệnh nhân, giúp họ có thể thêm sức khỏe để chiến đấu với căn bệnh ung thư. Sự chia sẻ của các nhà hảo tâm là lời động viên to lớn đối với các bệnh nhân ung thư. Nó giúp họ cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, từ đó có thêm niềm vui, niềm tin và nghị lực để vượt qua bệnh tật. Thay mặt các bệnh nhân, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin gửi lời chân thành cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã có nghĩa cử cao đẹp này.
Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều nhà hảo tâm nữa cùng chúng ta giúp đỡ những người bệnh nhân ung thư để họ có thể tiếp tục chiến đấu và giành chiến thắng trong cuộc chiến với căn bệnh hiểm nghèo này. Tôi rất là thấy các thầy có trách nhiệm rồi nhập pháo ra quân để dọn dẹp vệ sinh cái môi trường cho nó sạch để cho sạch đẹp cho địa phương chính quyền đồ rồi không có trách móc. Cái thứ hai nữa là những cái người nuôi bệnh đều cùng chung tay ra bộ, tôi rất là mừng, thấy là rất là cảm kích. Hai nữa là phòng khám có trách nhiệm về giữ môi trường cho nó sạch đẹp, cho nên tôi vừa đi hương đây tôi thấy rất là thấy tốt đẹp. Trước đây thì có thể đây thì nó gặp mé này thì nó hơi gặp mé thôi chứ cũng không có nhiều đâu, tại vì ở đây thì trước đây rồi có thải này kia cho nên nó cũng phải vệ sinh theo, nói như mấy thầy bây giờ cũng họp lại rồi cũng nói là theo cái định kỳ để vệ sinh cho nó. Còn rác thải đầu lậu là Các chủ yếu thải là do đâu mà nó đầu lậu cho nên là những cái nhà trọ, khu nhà trọ ở ngoài rồi những cái người dân không thấy không có ý thức, rồi có thùng rác mà không bỏ vô mà bỏ ra ngoài tùm lum, tôi chạy qua chạy lại tôi thấy tôi cũng không có hài lòng. Nhưng tôi cũng khuyên cho những cái các nhà trọ để khuyên những cái người bệnh nhân ở đó thì cũng phải có cái ý thức phải giữ gìn vệ sinh chung cho nó sạch, chứ ta không có để cho địa phương mà nó phàn nàn rồi người ta phiền trách. Thì tôi ở đây tôi cũng khuyên các cái bệnh nhân và chủ nhà trọ cũng ý thức dặn cái là nhà phải cân nhắc cái những người ở đó là phải vệ sinh chung cho nó môi trường cho nó sạch đẹp, là không để ô nhiễm rồi không để cho địa phương người ta buồn phiền người ta trách. Tôi cũng mong ước cho các bệnh nhân và các người dân ở xung quanh phải giữ cộng đồng cho môi trường sạch đẹp chung. Xin chị có thể cho biết họ tên với mình tới đến từ đâu? Dạ, mình tên là Đào Thị Xuân Mai, đến từ Sài Gòn, Rồi. đi nuôi bệnh, Rồi, người đi đi người nuôi nuôi bệnh bệnh. ha. Dạ, ok, hoạt động này rất tốt chứ, tốt. Hôm qua có đọc thông báo là các thầy thông báo là những người khỏe thì ra phụ với các thầy để làm tổng vệ sinh, thì mình cũng dự tính là hôm nay ra phụ với mọi người một tay cho giữ gìn môi trường cho sạch sẽ, để tạo môi trường trong sạch cho bệnh nhân. Các thầy phát động cái hoạt động này chị thấy như thế nào? Dạ rất là tốt, rất là hay á, mang tính cộng đồng. Thì cách đây là gần một tháng á, mình có đi lên để mình tham khảo, thì mình thấy lúc đó rác thải rất là nhiều mà cũng cũng không có thấy ai dọn dẹp. Mà vô đây được 3 tuần, chính thức là nhập viện, là bệnh nhân nhà mình nhập viện là gần 3 tuần. Mình thấy ra quân là hình như 2 lần rồi hay sao á. Mình thấy có phần cải thiện môi trường. Công việc này rất là ý nghĩa. Thì mình mọi người cũng mong mong mọi người, những người nuôi bệnh, những người khỏe mạnh á, thì chung tay, mỗi người một tay để giúp phòng khám có được cái môi trường nó trong sạch, nó vệ sinh, để cho bệnh nhân được hưởng nhờ. Chỉ có khuyên gì đó với bệnh nhân, với người nuôi đừng nên bỏ rác bậy bạ nữa. Dạ đúng rồi, cái đó là mỗi người phải ý thức. Ý thức của mỗi người thì có thể là có những người ý thức, có những người cũng chưa ý thức được, thì mình hiến kế là các thầy có thể là để một cái bảng thông báo á, xin giữ gìn vệ sinh chung đó. Cái đó thì người ta nhìn vô, người ta đọc, người ta dễ ghi nhớ hơn. Chứ còn để mà tự giác ý thức thì cũng hơi khó, cũng số ít thôi. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, câu chuyện về vợ chồng bệnh nhân Dương Thị Hoàng Oanh và anh Phạm Thành An ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự kiên trì trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư quái ác. Chị Oanh, vợ của anh An, không may mắc bệnh ung thư u ác đại tràng. Căn bệnh đã hoành hành khiến họ kiệt sức, mệt mỏi, tinh thần suy sụp. Trong lúc tưởng chừng như bế tắc, họ tìm đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Công và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với hy vọng tìm kiếm một tia sáng cho cuộc sống. Tại đây, vợ chồng chị Oanh được các y sĩ
tận tình thăm khám và tư vấn, y sĩ Nguyễn Thanh Quý đã áp dụng phương pháp điều trị kết hợp đông y, giúp kiểm soát sự phát triển của khối u, giảm bớt các triệu chứng đau đớn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Niềm tin và sự kiên trì là chìa khóa chiến thắng ung thư. Chị Quanh chia sẻ, lúc đầu chị rất lo lắng và hoang mang khi biết mình mắc bệnh ung thư, nhưng sau khi được các y sĩ nơi đây tư vấn và hỗ trợ điều trị, chị Quanh dần lấy lại tinh thần và niềm tin nhờ sự hỗ trợ của các y sĩ tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Sức khỏe của chị Quanh ngày càng cải thiện rõ rệt. Phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí được thành lập với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến thắng căn bệnh quái ác với phương pháp điều trị kết hợp đông và tây y. Cùng đội ngũ y sĩ giàu kinh nghiệm và tận tâm, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy mới hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành địa chỉ tin cậy cho nhiều bệnh nhân ung thư trên khắp cả nước. Câu chuyện của vợ chồng chị Quanh và anh An là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin và sự kiên trì trong cuộc chiến chống lại ung thư. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ tiếp thêm động lực cho những bệnh nhân ung thư khác để họ không bao giờ từ bỏ hy vọng và luôn giữ vững tinh thần lạc quan trong cuộc chiến cam go này. Chị có thể giới thiệu họ tên mình với mình đến từ đâu không chị? Dạ, em tên Dương Thị Hoàng Oanh, đến từ Long An lên. Năm ngoái là ngày 25 tháng 5 là bắt đầu nó bị đau bụng đó, rồi là chuyển lên bệnh viện, rồi xong rồi là khám các loại, xong rồi là bác sĩ cho lên mổ rồi nằm điều trị, rồi lấy cục rú đi xét nghiệm thì nói là bị u ác, rồi hẹn lên ngày vô hóa trị. Hiện tại năm nay hóa trị được 8 lần rồi. Trong này sau 3 tháng tái khám thì lại phát hiện ra nó di căn qua bên buồng trứng. Nói chung cái vùng bụng là cũng muốn gần hết. Rồi lại hẹn tiếp tục vô hóa trị, cho nên sợ vô hóa trị 8 lần thì sợ ổng rồi thì cũng không dám vô nữa. Thì quyết định xuống dưới, có người chị xuống dưới cha tường á. Thì quyết định xuống dưới cha tường. Tức là trong quá trình mình vô quá trị vậy sao không vô đạt hiệu quả không? Lúc đầu thì ngăn chặn được, nhưng mà lúc tái khám thì lúc đó là ngăn chặn, mà 3 tháng sau đi tái khám lại thì là nó lại di căn, không ngăn chặn được. Giờ vô cảm giác thấy mệt mỏi như không? Tức là vô quá chắc. Mệt mỏi dữ dằn, sợ, cảm giác sợ, bởi giờ quyết định đợt này nó không dám vô nữa. Xuống dưới cha điều trị theo chế độ ăn cháo nano. Tại vì mỗi lần vô là nó vật vã người mình, nó không có cho ăn bất cứ một cái gì, mình cảm giác sợ lắm. Mắc ói nó vật cả một tuần á, để sức khỏe không cho, không chịu nổi. Giờ cứ nghĩ tới nhà thương là sợ. Hỏi chứ, tức là trước khi mình bị bệnh á, là mình làm cái nghề gì? Nhà em chỉ nội trợ thôi, nội trợ với đưa con đi học á, chứ không làm gì. Ảnh làm nghề gì? Nhà cũng nằm ruộng nằm nông, cũng đủ thứ nghề, nó có gì kiếm tiền thì làm thôi chứ không có một nghề nào ổn định. Rồi điều kiện gia đình hiện tại là có sao, hoàn cảnh kinh tế sao? Kinh tế thì cũng đủ sống, chứ không có đủ sống thôi à. Rồi khi mắc bệnh vậy rồi đi trị bệnh lấy tiền đâu chị? Thì cũng bà con người này người kia hỗ trợ với ba mẹ hai bên, rồi anh em ruột đó hỗ trợ thêm. Rồi tại khi mà vô, tại vì lúc mà bệnh đó là đi xuống dưới nhà mẹ ở để mẹ chăm sóc, rồi anh cũng đi làm. Thì mỗi lần đi vô thuốc thì chồng mới đưa đi thôi, có như là mỗi lần về thì anh vẫn đi làm, xuống dưới mẹ ở mẹ chăm sóc đó, rồi để còn đi làm vậy đó. Hiện tại là đi tới đây rồi, vậy thì mình có thể bày tỏ cái tâm tình của mình, ví dụ như sự tin tưởng hay không ở đây với nơi này như thế nào? Nói chung là một ngày hôm qua là tự nhiên mới hôm kia đi sửa ra nhà thương về là nghe nó từ vô hóa trị là không chịu nổi, rồi mình tự nhiên suy nghĩ là quyết định xuống cha tường là bắt xe là ngày nay xuống luôn. Xuống đây cảm thấy cũng chưa thấy cái gì nhưng mà cảm thấy nó thoải mái, tại vì em cũng là người đạo công giáo. Lên xuống đây cũng cảm thấy là ấm áp.
Cũng cầu xin là em nghĩ chắc Chúa dẫn dắt em xuống dưới đây rồi để điều trị. Cái về sức khỏe của em cũng yếu, không có thể là mà vô hóa trị tiếp tục được. Rồi vậy mong em nếu như có duyên nơi này, em có duyên thứ nhất có duyên đến đây thì cũng có duyên để trị hết bệnh ha. Khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.